Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của Đài truyền hình Việt Nam. Việt Nam đã kiểm soát và cơ bản đẩy lùi được dịch COVID-19. Đây là kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Với 270 ca mắc COVID-19 trong gần 100 triệu dân, hệ số lây nhiễm ở nước ta thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Tuy nhiên, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và phải luôn luôn sẵn sàng ở mức cao nhất. Riêng hệ thống phòng chống dịch bệnh phải hoạt động toàn bộ, nhất là trong 4 ngày nghỉ lễ sắp tới. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành và địa phương tiếp tục nới lỏng các hạn chế, khôi phục dần các hoạt động kinh tế xã hội trên cơ sở, bảo đảm phòng chống dịch chặt chẽ. Thủ tướng cũng cho phép mở lại hoạt động du lịch nội địa nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch và không tập trung đông người. Chiều nay, Chính phủ đã ban hành nghị quyết bỏ quy định áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu và hạn chế xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế theo quy định tại nghị quyết số 20 ngày 28 tháng 2 vừa qua của Chính phủ. Trong nghị quyết, thì Chính phủ giao Bộ Y tế và Bộ Công Thương công khai danh sách và năng lực sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang, còn Bộ Tài chính công khai danh sách doanh nghiệp và số lượng khẩu trang y tế xuất khẩu. Bộ Công Thương được giao tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các cơ sở có hiện tượng tăng giá bán nguyên liệu bất hợp lý, đầu cơ tích trữ khẩu trang hoặc sản xuất khẩu trang y tế. Ngày hôm nay, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, thế nhưng có thêm 3 ca dương tính trở lại. Thế nhưng tin mừng là theo nghiên cứu mới nhất tại Việt Nam thì các ca dương tính trở lại khó có khả năng lây nhiễm. Thông tin được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào chiều nay. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp. Tất cả trường hợp dương tính trở lại đều đang được theo dõi tại cơ sở y tế. Bộ Y tế đã chỉ đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh nuôi cấy virus từ những trường hợp này. Kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy virus rất yếu và hầu như không nhân lên, không phát triển. Có thể đó chỉ là dạng bất hoạt, không gây hại. Kết quả bước đầu thì chúng tôi thấy là cái sự nhân lên của virus rất là ít và điều đó chứng tỏ là cái virus này nó yếu so với những cái virus mà nếu bệnh nhân mắc lần đầu tiên. Chúng ta phải thực hiện những cái bước nuôi cấy để xác định và có thể là virus này chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn hoặc là có thể nó đã được bất hoạt. Bởi vì khi mà người bệnh đã mắc cái virus một lần rồi thì trong cơ thể có kháng thể. Về cái kháng thể đó có thể chống lại cái virus mà nhiễm lần sau. Cùng quan điểm với các nghiên cứu ở Việt Nam về các trường hợp dương tính trở lại, cơ quan y tế Hàn Quốc ngày hôm nay cho rằng bệnh nhân COVID-19 không tái nhiễm virus sau khi bình phục. Cơ quan này khẳng định ở các bệnh nhân đã hồi phục không còn tồn tại virus còn sống. Vì vậy không có khả năng virus SARS-CoV-2 có thể kích hoạt trở lại hoặc bệnh nhân tái nhiễm. Bệnh nhân vẫn xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 là do còn một lượng nhỏ xác của virus. Xét nghiệm PCR mà Hàn Quốc đang áp dụng nhạy đến mức có thể phát hiện một lượng nhỏ RNA từ một tế bào, kể cả sau khi người bệnh đã bình phục. Hàn Quốc đã có 277 bệnh nhân COVID-19 sau khi bình phục vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2. Vừa qua, Brand Finance, nhà tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, đã công bố danh sách 30 thương hiệu có giá trị nhất năm 2020. Và thương hiệu Viettel đã được xếp hạng thứ 27 trong các thương hiệu viễn thông lớn nhất thế giới, đứng thứ 9 của châu Á và đứng thứ nhất của Đông Nam Á. Theo kết quả công bố, thì thương hiệu Viettel được định giá 5,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 34% so với năm ngoái. Trong top 30 nhà mạng có giá trị lớn nhất thế giới, Viettel có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, đưa Việt Nam trở thành một trong 5 quốc gia châu Á có mặt trong bảng xếp hạng này. Để có được kết quả này, Viettel đã nỗ lực chuyển đổi số từ cuối năm 2018. Và Viettel cũng đang đảm nhận vai trò tiên phong, đưa ra các giải pháp công nghệ để hỗ trợ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.